Đứng trước lúc này đang là Hồ Khắc Ngọc. Như vậy là tỷ số đã được quân bình cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Một bàn thắng đến rất đúng lúc đã làm hân hoan cho các cổ động viên của Sông Lam Nghệ An. Đây là bàn thắng thứ 3 của Hồ Khắc Ngọc ở mùa giải năm nay. Một bàn thắng cũng đã giải tỏa được những áp lực dành cho các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng, khi họ đã để cho cao thủ Hoàng Gia Lai có được bàn thắng từ rất sớm. Tỷ số bây giờ đã được quân bình 1-0. Hồ Khắc Ngọc đã không cho thủ thành CSMA bất cứ một cơ hội cản phá nào. Một cú dứt điểm quá khó của Hồ Khắc Ngọc.